Ah. Có đầu răng không? Có đầu răng gì bên trong không? Không, đây con không tài răng đâu. Không đau hả? À miệng đó coi coi. Thôi mình không không thấy được luôn á. Túi bên trong là không đó. Đợi xíu nha, đợi bán vô bác coi cái răng bị con sâu nó ăn được kìa. Nó nâu. Ừ, nói vậy đó, bác nói nữa. Nó chỉ chút xíu thôi.